Nó mang
tay rồi. Không cần. Đồ ăn đâu. Nó mà ăn. Hay nó rất cái một trang kìa. Ủa lấy cái nó cô Thảo tội luôn hả? Ờ lấy đó cô Thảo luôn. Cái đại ngọt ngầm. Chưa từ từ cô. Giờ ra nó rớt nè. Đó là còn bẻ cái nữa mới gọi là khởi động lên. Đây có cả camera hành trình của đường mà camera của đường giao thông á. Ủa vậy mà nó bỏ đi là sao? Từ từ. Nó sợ người, có người. Có người á, có cái gì đó, có cái động tĩnh hay gì đó. Quát ra ra. Đâu anh ơi. Ủa thằng kia đâu, lính kia đâu rồi? Nó chạy đâu đầu lên đây nè. Vòng vòng thôi. Lúc này mình có cái camera phía ngoài đường mà nhìn rộ mặt hơn á. Ủa sao vậy, rớt cái khẩu trang nữa là sao ta? Khẩu trang của Thảo. Thảo bỏ trong món đó, nó vừa là rớt nè. Ở kìa, thằng lính kia kìa, thằng lính kia còn kia kìa. Ồ, có mấy thằng nó còn thằng dưới xóm nữa kìa. Ừ, thằng lính kia. Có mấy thằng dưới xóm nữa. Cũng chứ xóm đấy. Còn ai, thằng nãy vừa đi đây rồi, vừa đi đây rồi. Rồi, sao? Rớt cái đoán kìa. Ừ.